Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Thưa quý vị, kể từ đầu tuần này, Hồ Bắc đã phải hứng chịu trận mưa bão lớn nhất trong năm nay. Đất nông nghiệp bị ngập lụt và giao thông đường bộ bị gián đoạn. Các lực lượng cứu hộ đã đến tuyến đầu của khu vực ngập lụt để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Vào tối ngày thứ Hai, Phúc Diên Khải, Giám đốc Cục Bảo vệ Nguồn nước thành phố, nói với các phóng viên tại Văn phòng Quốc phòng Mã Thành ở Hoàng Cương rằng Cục Khí tượng đã dự đoán chính xác quá trình mưa bão và cả thành phố đang chuẩn bị cho trận mưa bão. Đến 3 hồ chứa lớn, 7 hồ chứa vừa và 278 hồ chứa nhỏ của thành phố cũng đã xả lũ trước thời hạn, tránh lũ và di rời thành công với quy mô lớn cho hàng vạn người dân. Vào sáng ngày Chủ nhật, trận mưa xối xả đã gây ra lũ lụt trên núi, sông Cư Thủy chạy qua thành phố Mã Thành đã tràn qua thị trấn Hoàng Đồ Cương. Thành phố Mã Thành đi qua quốc lộ 106 và thị trấn bị tê liệt. Vào thời điểm nguy cấp, chính quyền địa phương với sự giúp đỡ của các sĩ quan và binh lính quân đội đã khẩn trương chuyển hơn 500 người và tất cả họ đã được tránh trú tại trường cấp 2 ở thị trấn Hoàng Đồ Cương, nằm trên địa hình cao hơn. Trong cuộc phỏng vấn, Bành Lâm, thị trưởng của thị trấn, nói với các phóng viên rằng sau khi nhận được thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo sớm, Ủy ban thị trấn và chính quyền thị trấn đã lên kế hoạch trước và các nhà lãnh đạo đã dẫn đầu một nhóm kiểm tra bờ kè và phát hiện ra nguy hiểm kịp thời, dành được thời gian quý báu để chuyển quần chúng và tránh được thương vong nặng nề. Bành Lâm cho biết, Ủy ban thị trấn quy định tất cả nhân viên phải túc trực khi nhận được tín hiệu cảnh báo màu da cam trở lên do Cục Khí tượng phát ra. Nếu là tín hiệu cảnh báo màu đỏ thì tất cả cán bộ của Ủy ban thị trấn và chính quyền thị trấn phải trực 24/24 giờ. Hiện thị trấn đang liên hệ triển khai công tác vệ sinh phòng dịch và tái thiết sau thiên tai. Sáng thứ Ba, phóng viên đến Ưng Sơn Phàm, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, những ngôi nhà gạch đất đổ sập trong lũ vẫn chưa được dọn dẹp. Bùn đất bốc mùi hôi thối khó chịu dưới cái nắng. Mọi người trở về nhà đang bận giặt giũ, phơi đồ trong nhà. Phóng viên nhìn thấy tại nhà của Lý Quang Vinh, một người dân trong làng, tủ lạnh, tủ quần áo, bếp lò trong nhà đều bị ngập nước. Khai Văn, thư ký khu vực nói rằng dự báo thời tiết chính xác đến mức ông đã không nhìn thấy nó trong nhiều thập kỷ qua sau một trận mưa lũ lớn như vậy. Thông tin cảnh báo sớm về thời tiết của Cục Khí tượng Mã Thành được gửi ra thế giới bên ngoài thông qua nhiều kênh khác nhau, như hệ thống phát hành cảnh báo sớm bằng một cú nhấp chuột, hệ thống dịch vụ thời tiết nông thôn và nền tảng quản lý lưới điện. Vào hôm Chủ nhật, khi trận mưa dữ dội nhất, lượng mưa trong 24 giờ tại thành phố đã vượt quá 370mm, Cục Khí tượng đưa ra tổng cộng 9 tín hiệu cảnh báo thời tiết, trong đó có 5 tín hiệu màu đỏ. Diệp Vĩnh Lượng, Giám đốc Cục Khí tượng Mã Thành, sống ở huyện Hoàng Mai, Hoàng Cương cho biết, kể từ mùa lũ chính, ông đã ở Cục Khí tượng Mã Thành hơn 30 ngày liên tục mà không về nhà và ông đã 3 ngày không thay quần áo. Việc thiếu nắng trong những ngày qua đã khiến pin mặt trời của nhiều trạm tự động trong thành phố gặp sự cố và Diệp Vĩnh Lượng đã rất vất vả trong những ngày qua. Lưu Trung Tân, một kỹ sư cao cấp của Đài quan sát khí tượng sống ở tầng 1 cho biết, vào hôm Chủ nhật, khu đô thị Mã Thành bị ngập lụt nghiêm trọng. Mặc dù lo lắng rằng ngôi nhà của mình sẽ bị ngập lụt, nhưng anh ấy vẫn bám trụ 3 ngày 3 đêm. Anh không kịp trở về nhà cho đến khi tạnh mưa. Hôm thứ Năm, phóng viên nhìn thấy ở làng Vận Tài, thị trấn Hoa Xuân Điếm, huyện Đại Vũ, Siêu Gan, bờ kè sông Trúc Ga chảy qua làng đã được chặn kịp thời, nó không bị sập trong năm qua. Do chịu ảnh hưởng lũ lớn ở thượng nguồn và dòng chảy xiết của địa phương, bờ kè bị cuốn trôi hơn 40m khiến nước sông đổ thẳng vào làng. Khiến 6 thôn dân trong làng bị ảnh hưởng, thiệt hại 1.000 ha đất ruộng tan hoang và bị ngập lụt, hơn 200 người dân được di rời khẩn cấp. Trương Tiên Nhạc, bí thư chi bộ thôn và Thạch Trạch Giang, trưởng thôn nói với các phóng viên rằng, không có ai bị thương trong trận lũ lụt nghiêm trọng chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ này. Lúc nào thấy nước sông lên nhanh, chúng tôi vội vàng tổ chức di rời người dân. Theo Lý Quốc Quân, một thành viên của Ủy ban thị trấn và Đông Phương Tuyền, một dân làng 52 tuổi đã từ chối rời khỏi nhà khi lũ tràn vào làng. Theo Chu Hồng Kiệt, Giám đốc Cục Khí tượng quận Đại Vũ cho biết, cho đến nay quận này đã nhận được lượng mưa lên tới 1.100mm. Đã bắt kịp lượng mưa trung bình hàng năm của quận là 304mm. Lũ lụt hoành hành ở làng Vận Tài trong 2 ngày trước khi nó rút xuống.
Theo ước tính sơ bộ, độ sâu tối đa của trận lũ tràn vào làng lần này sâu khoảng là 3 mét. Vào tối ngày thứ Năm, khi phóng viên trở lại Vũ Hán, cơn mưa xối xả lại từ trên trời rơi xuống Vũ Hán. Chuông báo thời tiết lần lượt vang lên, cục khí tượng vẫn ngày đêm canh gác. 21 con sông ở Giang Tây, Phúc Kiến và các nơi khác đã có lũ trên mức cảnh báo. Kính thưa quý vị, Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra một báo cáo lũ lụt vào ngày hôm kia. Kể từ 2 ngày trước đó, hầu hết phía Nam sông Dương Tử, phía Bắc Nam Trung Quốc, phía Tây Nam và Đông Bắc của Trung Quốc đã có mưa lớn. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 21 con sông ở Giang Tây, Phúc Kiến và các nơi khác đã xảy ra lũ trên mức cảnh báo. Trong đó có 3 con sông vượt mức cảnh báo an toàn và 2 con sông vừa và nhỏ hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ khi đo đạc thực tế. Theo bản tin tình hình lũ, kể từ đợt lũ trước đến ngày cuối tháng 4 vừa qua, tình hình lũ trên các con sông nhìn chung ổn định. Một số khu vực ở Nam Bộ xuất hiện mưa lũ lớn, tình hình lũ có 3 đặc điểm chính. Lượng mưa tổng thể nhiều hơn một chút, lượng mưa trung bình toàn quốc là 70mm, nhiều hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần phía đông của Tây Bắc Trung Quốc, phần lớn Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Bắc Giang Hoài và Đông Bắc Hồ Bắc là 50% đến gấp 2 lần. Vùng Đông Bắc, khu vực trung tâm và phía tây của Đông Bắc Trung Quốc và khu vực trung tâm và phía bắc và phía tây của Tân Cương là dưới 30% đến 90%. Mực nước của các con sông lớn nói chung là thấp. Hiện tại, mực nước dòng chính trung và hạ lưu sông Dương Tử, Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương thấp hơn cùng kỳ các năm trước là từ 1,52 đến 2,77 mm. Mực nước dòng chính trung và hạ lưu sông Hoàng Hà thấp hơn từ 0,93 đến 4,27 mét. Một số sông vừa và nhỏ đang ở mức vượt báo động an toàn. Mưa lớn tại một số khu vực khiến 50 con sông ở 5 tỉnh gồm Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Đông và Quảng Tây hứng chịu lũ trên mức cảnh báo, cao hơn 80% so với cùng kỳ 3 năm qua. Người phụ trách Cục Phòng chống lụt bão, Bộ Thủy lợi cho biết, trước tình hình mưa lũ lớn vừa qua ở khu vực phía Nam, Bộ Thủy lợi đã theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình nước mưa, tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, đồng thời tiến hành tham vấn và phán đoán luân phiên. Các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên và các nơi khác đã ra thông báo triển khai công tác phòng chống lũ lụt, lũ quét trên các sông vừa và nhỏ. Các an toàn hồ chứa trong mùa lũ và công tác kiểm tra, bảo vệ đê bao, nhất là khi mưa lũ lớn xảy ra ở Giang Tây và các nơi khác. Trong trường hợp xảy ra tình huống đột xuất nguy hiểm, Bộ Thủy lợi đã kịp thời cử tổ công tác đến hiện trường để xử lý, hướng dẫn phòng chống ứng phó mưa bão, lũ lụt, điều động các công trình thủy, xử lý các tình huống nguy hiểm. Kính thưa quý vị, theo các bản tin của CCTV, từ ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật vừa qua, quận Tân La, thành phố Long Yên, tỉnh Phúc Kiến đã hứng chịu mưa lớn và mực nước của sông Long Xuyên tại địa phương tăng vọt. Vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng ngày Chủ nhật, tại làng Bình Linh, đường Tiên Sơn, quận Tân La, khi 4 cán bộ địa phương đang kiểm tra tình trạng nước trên một cây cầu trên sông Long Xuyên, cây cầu bất ngờ bị sập, cả 4 người rơi xuống nước và mất tích. 4 cán bộ này gồm 3 cán bộ khu phố và 1 cán bộ thôn, người trẻ nhất mới 25 tuổi. Cây cầu này được xây dựng từ năm 1983, dài 97m, rộng 4,2m. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ, cứu nạn địa phương đã lập tức tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 14 giờ ngày Chủ nhật, vẫn chưa tìm thấy tung tích của 4 người trên, công tác cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Vào tối ngày thứ Bảy, Trung tâm Phát hành Thông tin Cảnh báo sớm quốc gia đã đưa ra cảnh báo mưa bão đỏ ở quận Tân La, thành phố Long Yên, tỉnh Phúc Kiến. Do có mưa to đến mưa rất to và mưa xối xả cục bộ ở tỉnh Phúc Kiến ngày hôm qua, từ ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật, tổng cộng có 407 thị trấn ở 54 quận có lượng mưa tích lũy vượt quá 50mm, trong đó 142 thị trấn ở 24 quận vượt quá 100mm và 6 thị trấn ở thị trấn Thượng Hải và Tân La vượt quá 250mm. Trận mưa xối xả ở thành phố Thiệu Vũ, tỉnh Phúc Kiến đã gây ra ngập lụt nhiều tuyến đường trong khu đô thị và ngập các công trình ven sông. Chính quyền địa phương đã ngay lập tức di rời, sơ tán người dân. Có 9 thị trấn ở thành phố Thiệu Vũ, nơi có lượng mưa trong 24 giờ vượt quá 180mm, đạt mức mưa bão lớn và là khu vực địa phương có mưa bão cực lớn. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, nhiều làng xã và đường xá đã bị ngập lụt. Dưới ảnh hưởng của lượng mưa lớn, một số con đường ven sông và các công trình khác cũng bị ngập do mực nước sông dâng cao. Vào chiều ngày thứ Bảy, ngoại trừ học sinh trung học phổ thông ở thành phố Thiệu Vũ, hơn 70 trường tiểu học, trung học cơ sở và trường mẫu giáo trong thành phố đã đóng cửa.
Bộ phận kiểm soát lũ lụt của thành phố Thiểu Vũ đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 với mưa bão, tổ chức nhân sự tiến hành kiểm tra và điều tra các khu vực trọng điểm như điểm thiên tai địa chất, hồ chứa nước và ao trên núi, đồng thời di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Tính đến 22 giờ ngày thứ Bảy, thành phố Thiểu Vũ đã di dời hơn 2.000 người khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài một số người phải về nhà người thân, bạn bè, hàng trăm người dân đã được tạm trú chung tại các điểm tạm trú cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng. Hàng nghìn người ở Giang Tây được chuyển gấp, thiệt hại kinh tế trực tiếp 230 triệu nhân dân tệ. Theo bản tin của CCTV, kể từ ngày thứ Năm tổ chức, 10 quận huyện ở tỉnh Giang Tây đã hứng chịu mưa lớn, 29 quận huyện có mưa lớn và 493 trạm ở 57 quận đã hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại khu thắng cảnh núi Võ Công ở thành phố Bình Hương, thành phố Trương Thư ở Nghi Xuân và các làng khác. Tỉnh Giang Tây đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy. Theo thống kê, từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Bảy tuần vừa qua, lúc 17 giờ chiều, trận mưa lớn này đã khiến 29 quận huyện có 293.000 người bị ảnh hưởng, 10.000 người phải di rời và tạm tránh trú khẩn cấp, 1.026 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp. Trong 371.000 ha có 556.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Trong 375 ha có 5.625 ha hoa màu bị mất trắng và 52 hộ gia đình với 84 ngôi nhà bị hư hại nặng, thiệt hại kinh tế là 230 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại tình hình thiên tai cụ thể vẫn đang được xác minh thống kê thêm. Do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, phần hạ lưu của kè sông Thanh Phong ở thị trấn Ly Cun, thành phố Phong Thành, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây đã bị vỡ hơn 30 mét và 4 ngôi làng ở vùng hạ lưu bị ngập lụt. Cục Khí tượng Thủy văn đã nâng mức kiểm soát từ cấp 4 đến cấp 3 lúc 9 giờ sáng nay. Lực lượng dân quân cứu trợ khẩn cấp gồm 180 người đã được tổ chức khẩn trương đến thôn Thượng Sơn, thị trấn Ly Cun để hỗ trợ di dời quần chúng, tham gia đóng chốt ngăn chặn, làm tốt công tác bảo vệ mái ta luy, khoanh vùng trũng thấp. Theo tin tức của CCTV vào chiều ngày Chủ nhật, theo tin tức mới nhất từ trụ sở khẩn cấp, 2/3 công việc thi công lấp chỗ đê kè vỡ đã được hoàn thành, máy xúc và máy ủi vẫn đang tiếp tục lấp chỗ vỡ bằng đá do xe tải kéo. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay, vành đai mưa tiếp tục dịch chuyển về phía Nam, vùng mưa mạnh hơn dịch chuyển về phía Nam Trung Quốc, một số khu vực có mưa to đến rất to, cảnh báo thời tiết đối lưu màu xanh. Ngày mai, lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ yếu đi đáng kể và lượng mưa ở hầu hết các vùng của đất nước sẽ yếu. Theo các bản tin của CCTV, Vạn Quần Chi, Phó Giám đốc Cục Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết tình hình lũ lụt năm nay có 3 đặc điểm chính. Thứ nhất, mặc dù lượng mưa nhìn chung thấp, nhưng sự phân bố theo thời gian và không gian không đồng đều. Thứ hai, sông ngòi vượt báo động. Thứ ba, tình hình mùa lũ không khả quan, vừa hạn vừa lũ. Ông Vạn Quần Chi cho biết, để chuẩn bị và phòng chống lũ lụt năm nay, thứ nhất là chuẩn bị trước và theo dõi các mắt xích yếu như hồ chứa, thủy điện. Thứ hai là nghiên cứu, phán đoán trước để đảm bảo phát hiện sớm, báo cáo sớm, xử lý sớm các tình huống nguy hiểm. Thứ ba là lực lượng ứng cứu trước đảm bảo xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống nguy hiểm. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!